tới đây cũng như là gặp được cái hình ảnh di ảnh của ông và những cái hình ảnh trong cái ngôi nhà này, thì con cũng sẽ mang phép vô đây, xin phép ông để vô đây khám phá con bà và ông. Sắt luôn cả nhà ơi, nguyên một cái két sắt rất là to. Quá trời cái khung cảnh. Đây là một cái tủ quần áo, rồi những cái tủ này đều đã bị người ta lục ra hết rồi. Két sắt này Linh nghĩ là cũng đã có một số người ở đây họ cài và mở, nhưng mà chắc có lẽ là mở không được. Linh Cù Lao mến chào cả nhà. Thì hiện tại Linh đang có mặt tại thị trấn Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Và Linh vừa mới tìm được một cái ngôi nhà bỏ hoang ở trong một cái khu rừng nè. Thì nãy giờ đi tìm hiểu bà con sinh sống ở gần đây á, thì người ta cho biết là cái ngôi nhà này á, là bên trong đây là còn nguyên vẹn đồ đạc, tài sản, rồi bàn thờ trong đó khá là nhiều luôn. Và người ta cho biết thêm là ngày xưa ở đây thì hai vợ chồng già sinh sống ở trong đây, thì sau khi mà cái người chồng mà bị bệnh qua đời thì người vợ đã đi về quê nhà để mà sinh sống, rồi từ đó là bỏ hoang cái ngôi nhà tới ngày hôm nay luôn. Nãy giờ Linh hỏi thăm những cái người bán quán bán hàng ở ngoài lề đường này cả nhà, thì người ta nói là ngôi nhà này khá là rùng rợn luôn, không có ai dám vô hết từ khi mà cái người chồng qua đời cho tới ngày hôm nay luôn. Thì bây giờ Linh mời cả nhà cùng đồng hành với Linh vào bên trong cái ngôi nhà bỏ hoang này để khám phá nha. Trước mắt Linh là một cái đường đi vô tùm, cây cối nó bao phủ xung quanh, dây leo gì nó chằng chịt hết luôn. Và cái căn nhà thì được nằm khuất sau cái đám lùm này. Nãy giờ thì đi một vòng xung quanh đây hỏi thăm á, bà con ai cũng lắc đầu và ngán ngẩm khi mà nhắc đến cái ngôi nhà bỏ hoang này á. Tại vì người ta nói từ khi mà người chồng qua đời thì hầu như là cái căn nhà này luôn luôn xuất hiện những cái điều gì đó rất là bí ẩn rùng rợn ở trong này, và không có ai dám lui tới đây hết. Một khoảng thời gian trước á, thì có một số những cái tên trộm á cả nhà đã lẻn vào đây vào ban ngày luôn. Người ta vô đây cậy cửa rồi lấy đi những cái đồ đạc vật dụng ở trong cái ngôi nhà này. Thì hồi đó khi mà bỏ hoang là cái căn nhà này là còn nguyên tài sản luôn, nguyên đồ, rất là nhiều những cái đồ dùng vật dụng người ta bỏ lại. Thì người vợ chỉ là đi về quê của mình để sinh sống thôi, còn đồ đạc thì chỉ đem theo quần áo. Trong cái căn nhà này hầu như là còn nguyên luôn. Nhưng mà một cái thời gian sau này là kẻ trộm đồ họ mới đột nhập vô lấy hết một số thứ trong đó rồi. Đây là một cái bàn thờ ông Thiên ngay trước cửa nhà nè. Xung quanh thì cây si nó mọc, nó bao phủ cái ngôi nhà luôn rồi. Cái cửa hiện tại là nó mở như thế này nha cả nhà. Linh không có, Linh cũng xin nói là chỉ vào bên trong cái căn nhà này để khám phá thôi, chứ không có vô đây cố ý để mà trộm cắp tài sản hay là đột nhập gia cư bất hợp pháp gì hết. Tại vì cái căn nhà này là hiện tại là đã bị bỏ hoang, và bà con ở đây thì Linh cũng đã đi tìm hiểu và đi hỏi thăm rất là nhiều mới dám vào trong đây để khám phá. Thì lúc trước trộm vô người ta cậy cửa sẵn như thế này rồi, cửa thì hiện tại là đã mở, chứ không có phải là Linh vô đây trước để mà mở ra để mà vô trong đây để mà quay đâu. Thì cái khung cảnh vòng vòng ở đây hiện trạng như thế nào thì nó y nguyên như vậy. Nó phía trước đó là cái đường, và cái căn nhà thì nó bao phủ bởi những cái lùm cây như thế này. Nếu mà chạy ngang đây không có nhìn
kỹ thì sẽ không bao giờ mà biết được trong này lại có một cái căn nhà như thế này đâu. Bây giờ Linh sẽ tiến vào bên trong nha. Cái cửa thì hiện tại là mở như thế này nha. Quá trời, cái căn nhà còn nguyên vẹn đồ đạc tài sản luôn, và còn ảnh thờ của cái người chồng đã mất ở trong này đó. Có ai đó đã vô đây cầu cơ sinh số gì trong này rồi cả nhà ơi. Đây, theo như Linh quan sát á, thì có lẽ là người chồng vừa mới mất không được bao lâu thì người vợ đã bỏ về quê nhà sinh sống rồi. Tại vì cái bàn thờ này cả nhà là còn rất là mới luôn, ly hương rồi những cái đèn lưu ly, đèn đám ma rồi nè, là còn khá là mới và bóng. Thì khi mà vô đây thì chắc là Linh sẽ xin phép một vài câu, xin phép ông ở đây, những cái người phước mặt chú ngụ ở đây, cho con xin phép vào bên trong cái căn nhà này để khám phá thôi, chứ không có cố tình vô đây để mà trộm cắp hay là quấy phá gì hết. Thì mong là những cái vị phước mặt ở đây cho phép nha. Chắc là Linh sẽ thắp cho ông ở đây một cái nén nhang nha. Tại vì còn bát hương, còn hình ảnh nữa nè. Ở đây còn ngang quá trời luôn cả nhà, bà bốn bó luôn. Một khoảng thời gian trước á, thì Linh hỏi được một số chuyện, đó chính là khi mà cái căn nhà bị, căn nhà này bị bỏ hoang á, thì có một số người vô đây họ cầu cơ nè, xin số rồi trong này. Tại vì cái vong hồn của ông ở đây vừa mới mất, họ nghĩ là trong này nhà hoang rồi, với lại nè linh thiêng rồi, cho nên là họ vô đây cầu cơ sinh số khá là nhiều luôn. Thì hôm nay thì con cũng có một cái duyên để mà tới đây, cũng như là gặp được cái hình ảnh, di ảnh của ông và những cái hình ảnh trong cái ngôi nhà này. Thì con cũng xin mạn phép vô đây, xin phép ông để vô đây khám phá, chứ không có cố tình tới đây quấy gói là trộm cắp hay là gì hết. Thì mong ông cho phép nha. Mấy cái bánh ở dưới cái nền nhà là những cái bánh mà ngày xưa những cái người đó vô đây xin số cầu cơ nè, còn để lại quá trời luôn. Họ đem đèn cầy đồ vô đây nữa. Thì bây giờ Linh sẽ đi một vòng, chia sẻ những cái hình ảnh bên trong cái căn nhà hoang này cho cả nhà xem nha. Còn mấy cái nhang mà ngày xưa làm đám tang cho ông nè, và còn mới luôn, mấy cái nhang đèn lưu ly nè còn rất là mới. Cái góc này thì có thêm một cái ghế, ghế cây, cái ghế võng nè cả nhà. Ghế này thường cho mấy ông người già đó, người ta nằm ngồi tựa lưng rất là im. Ở dưới cái góc này, bát hương
và những cái đầu lọc thuốc lá đây. Quá trời luôn. Bánh trái rồi nước ngọt. Họ đem tất cả những cái đồ này vô đây để mà cúng vái cầu cơ. Phía trên đây là bàn thờ của Phật Bà Quan Âm. Bên cái tủ bên đây á thì còn một cái tấm ảnh, một cái tấm ảnh của hai vợ chồng, chắc là của ông ở đây với bà ngày xưa chụp. Thì hiện tại là hai vợ chồng vẫn có một số những cái người con, nhưng mà đều ở xa và không có về đây. Thì không biết vì sao mà những cái người con đó lại bỏ những cái hương linh của ông bà ở đây, rồi không về để mà tu sửa cái căn nhà hay là trông nom gì hết, mà bỏ hoang cách khá là vùng gỡ như thế này. Căn nhà hầu như là còn nguyên vẹn đồ đạc, tài sản ở trong này. Này cái gì đó trời. Trời ơi. Có cả két sắt luôn cả nhà ơi. Nguyên một cái két sắt rất là to. Trong này thì còn giường. Tủ quần áo gì còn nguyên hết. Quá trời cái khung cảnh. Đây là một cái tủ quần áo. Rồi những cái tủ này đều đã bị người ta lục ra hết rồi. Góc này thì còn cái tivi trắng. Một cái tivi này không phải là tivi trắng đen, tivi Samsung đích nhọn. Ngày xưa mà nói chung có được một cái tivi này là nói chung là nhà cũng khá giả và giàu có lắm đó cả nhà. Tivi này xưa khi mà có tiền mua được một cái tivi Samsung như thế này thì nhà cũng khá giả lắm mới mua nổi. Ở đây có nguyên một cái két sắt luôn. Trời ơi. Két sắt này Linh nghĩ là cũng đã có một số người vô đây họ cạy và mở, nhưng mà chắc có lẽ là mở không được. Và họ đã bỏ cuộc. Cái xác này là cũng hồi xưa nè, mật mã mà khẩu số đồ tùm lum hết. Đó. Cái xác này nếu mà đựng tiền á, tiền này muốn biết bao nhiêu rồi mà đựng cho hết. Quá trời to. Gia đình ông bà thì ngày xưa chắc cũng thuộc một cái hộ gia đình khá giả trong cái vùng này, cho nên là ai cũng biết đến hết. Tại vì nãy giờ mấy cái người bán hàng lên đi hỏi thăm với lại bà con ở đây thì hầu như ai cũng biết gì chuyện của hai vợ chồng ở đây. Ôi ôi, nhà cũng có cả máy nước nóng luôn chứ. Trong cái bồn tắm nè, máy nước nóng lạnh đàng hoàng. Đây là cái gian nhà sau. Còn nguyên hết luôn. Tài sản đồ đạc gì ở đây. Những cái đồ dùng vật dụng ngày xưa còn đầy đủ trong này luôn. Giường. Tivi rồi mấy cái tủ nữa. Tủ này nó bị ngã rồi. Lu chậu gì nè. Quá trời rồi. Rất là lâu rồi Linh mới đi gặp được một cái căn nhà mà còn nguyên vẹn tài sản đồ đạc như thế này. Và cái khung cảnh thì
thì nó hoang tàn, hoang sơ. Thì theo như Linh hỏi thăm và một số bà con ở đây cho biết là ngày xưa là ban đêm á, khi mà nhà này bỏ hoang cũng khoảng một khoảng thời gian ngắn thôi, thì có một số người vô đây họ cầu cơ nè, rồi làm cái gì đó trong đây rất là bí ẩn luôn, đốt đèn rồi trong này y như là nhắc ma người ta vậy á. Khi mà bà con họ đi ngang họ thấy trong này đốt đèn rồi, tưởng đâu là trong này có người chứ, không ngờ là mấy cái người đó vô đây giả ma giả quỷ rồi cầu cơ xin số gì trong này một khoảng thời gian dài luôn. Nhưng mà sau này thì họ không có còn tới lui đây nữa. Tủ chén gì, bình trà còn quá trời luôn, đầy đủ hết đồ đạc. Ban đêm mà cả nhà vô đây có dám vô đây một mình hay không? Nếu như mà đi một mình vô đây để mà trải nghiệm cái căn nhà này, đó là một cái thử thách, nói chung là rất là can đảm. Có thể là đi 2-3 người thì vô đây thì còn có thể dám đi. Còn nếu như mà mình nên đó cả nhà, nên dám chắc chắn là sẽ không, sẽ có rất ít người mà có gan để mà vô đây khám phá căn nhà này vào ban đêm. Nãy giờ thì đi một vòng xung quanh thì nói chung là ban ngày thì thường thì cả nhà nói sẽ không có những cái hiện tượng tâm linh rồi này kia, nhưng mà nếu mà cái khung cảnh như thế này mà cả nhà thử đi trải nghiệm và đi một mình vô trong đây thì cái cảm giác nó sẽ khác nha, nó sẽ không có yên, sẽ không có như là, mặc dù là nó đã sợ hơn đó, nhưng mà luôn luôn nào trong cái tâm lý của mình nó cũng sẽ bị hồi hộp khi mà chứng kiến những cái cảnh tượng mà hoang tàn ở trong một cái căn nhà bỏ hoang như thế này. Rồi có những, còn những cái di ảnh thờ, bàn thờ đồ, nguyên đồ như thế này. Rất là nhiều những cái nhang cúng và đầu lọc thuốc nè, rồi đèn cầy. Nãy giờ Linh đi vòng vòng phía sau đó là hầu như là đốt khá là nhiều ở phía sau luôn. Trên cái giường đó thì cũng có đèn cầy nè, nến ở trên đó. Đó là những cái dấu hiệu mà ngày xưa một số những người vô đây họ cầu cơ nè. Thì những cái tủ ở đây và đồ đạc vật dụng thì Linh sẽ không đụng và cũng không có mở ra để mà xem. Tại vì gần đây thì có một số những cái người vô comment nói là Linh đi vô đây quay cái căn nhà này trộm sẽ tới ghé thăm, rồi vô căn nhà kia quay thì người ta sẽ biết và trộm sẽ tới ghé thăm. Nhưng mà Linh dám chắc một điều là Linh quay Linh sẽ không bao giờ nói địa điểm cụ thể, nhà cửa, phường xã, số nhà người ta ở đâu. Linh chỉ đi khám phá, chia sẻ những cái hình ảnh đến cho cả nhà xem giải trí thôi, chứ không phải là đi vô đây để mà quay rồi để cung cấp thông tin để mà cho người ta lại đây mà người ta trộm ăn cắp luôn. Mà trước khi đó là cái nhà này là đã có trộm ghé thăm, nhưng mà không phải ai cũng có đủ mà can đảm để mà vô một cái căn nhà bỏ hoang để trộm cắp đâu cả nhà. Đó là một cái điều phạm pháp nữa. Khi mà trộm thì người ta bắt được thì cả nhà cũng biết rồi. Nếu mà Linh đi ăn trộm, Linh quay lên đây để cho bà con cộng đồng mạng coi, hay là tự mình giết mình hay sao? Thì bây giờ thì chắc Linh sẽ quay trở ra thôi cả nhà. Đi một vòng bên trong xung quanh cái căn nhà này thì nói chung là cảm giác thì nó rất là hồi hộp, tại vì
vô một cái căn nhà lạ mà bị bỏ hoang rồi còn nguyên vẹn tài sản như thế này thì khá là bất ngờ, với lại có những cái chuyện mà mình không có biết nữa. Bây giờ thì chắc là Linh quay trở ra, tại vì ngày xưa giờ đi khám phá những cái ngôi nhà như thế này còn nguyên đồ đạc này, cũng khá là nhiều, cho nên là cũng đỡ một phần nào đó lo lắng và đỡ hồi hộp hơn. Nhưng mà nếu mà cả nhà trải nghiệm một mình lần đầu tiên thì cảm giác nó sẽ khác rất là nhiều. Bây giờ thì Linh xin phép quay trở ra. Ê, cửa phía sau nè, cả nhà mình thấy không? Cửa phía sau thì người ta phá rồi. Đó. Khi mà bà cô đây là vợ của ông chú đây thì đã đi bỏ đi về quê nhà để sinh sống. Khi mà người ta đi người ta cũng đã khóa cửa rồi. Nhưng mà một thời gian sau này thì trộm họ vô, họ đột nhập cậy cửa ra nè để mà lấy đi những cái tài sản ở trong đây. Bây giờ thì lên quay trở ra nha. Và cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì nếu mà cả nhà có yêu mến và xem được những cái video của Linh thì hãy ủng hộ cho Linh bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ và like để mà Linh có động lực khám phá những cái nơi mới khác tiếp theo hay hơn nữa, tiếp tục hành trình đi khám phá, chia sẻ những cái video mới giải trí cho bà con nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha.